ួស្តីនេះគឺម៉ាស៊ីនកាមេរ៉ាផ្ញើមកពីរតនគិរីហើយនឹងម៉ាស៊ីនព្រីនធ័រមកជួសជុលសិនកាមេរ៉ាថាបើចេញ screen ចេញ screen វាយកមក maintenance this camera record video AI connection there cannot display and the upstairs is the printer.2248YISA. The problem land, the customer said that cannot display. Bạn cứ thả đã ổn chênh rút bánh hàn đài ở Việt Nam mà chú chú. Đặt chân. Đặt mở. Đặt mở thẳng cái nông. Check the problem inside.Đang cái phòng tầm ạ 1, 2, 3, 4 nhưng mà bánh hà áp lực xe áp chạy cả lúc mới cứ ai cơ phòng phòng đồng. Ok, we can see the problem, the capacitor is pop up 1, 2, 3, 4. Ok, check it out. Tạm biệt chánh.
This rock can be lightning. The hand crowded. Remove the cable, remove the screwdriver. Bây giờ hai giờ rồi còn đòn nhiệt độ. Ok, this is the part one video. Need wait for by the capacitor for test. Bây giờ nhiệt độ vẹn mũi, giờ mình vẹn pi, giờ cái đường bàn còn đón, giờ mình tinh giờ mà
tô hơi chút nữa. Capacitor is 25 volt, tăng đăng 25 volt. Okay, thank you for watching. Học cũng xin lạc cả tất cả.